Ơi, đại lúa xin chào mấy chú cô bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú cô mình trúng mùa trúng giá. Thì giá lúa thì bữa nay nó cũng tuột xuống rồi đó, là tại cái khu của mình là Chi Tô Văn Giang đó. Thì cái miếng lúa này á, là bữa nay là về xịt đỏ đuôi đó, đỏ đuôi đò là giai đoạn đỏ đuôi xịt thuốc. Thì lúa này bữa bán lấy cọc rồi mấy chú cô bà con đó, thì bán được có 7.600 thôi, thì khoảng 10 ngày nữa là cắt, thì xịt bữa nay nữa là nghỉ đó, là không xịt nữa, thì bữa nay xịt vô gạo đó. Thì lúa này mấy chú cô bà con mình xem thì chia sẻ rồi, thì cái hiện tượng hôm hổm công chứa me á, thì lúa này nó đẹp lắm, thì bữa nay nó vô gạo nó đổ đuôi nó, thì rất là chiều bông nó không có vô hết, nó có thể nó bị bắn máy bay, nó đờ đờ nó đứng đứng à, tôi gọi là bắn máy bay. Thì cái này là hiện tượng nó lép xanh nhưng mà không phải lép vàng, cái bông nào vàng là cái bông nó vô gạo rồi. Thì cái này hôm trước mình cũng có bà chị này cũng có nói, mình cũng ra nhổ thử nó, nhưng nhổ thử cây lúa thì cái bộ rễ nó cũng đã bị bệnh, nó bị bệnh là phù rễ, nó cái rễ nó bị phù, nó phù cục cục cục, là kêu gọi cái hiện tượng là kêu bú rễ đó. Đó, tại vì lúa mình rễ nó nhiều, nó ăn sâu xuống đó, xuống dưới thì con gì cái con trùng đó nó chích nó hút, cho nên cái lúa mà cái rễ nó bị bệnh đó. Rồi nó ảnh hưởng đến cái thân lúa, rồi cái lá lúa luôn, nói chung là toàn bộ. Thì cái lúa này hổm thì nó công chứa me là quá đẹp, hôm trước mấy bữa trước mình xịt mình chia sẻ đó, thì bữa nay thì trở lại là đổ đuôi. Thì cái này cũng lấy cọc rồi, có 7.600 thôi, mà cái này là giống 504 chú cô bà con. Thì cái lúa này thì đúng 3 tháng đó, đúng 3 tháng là thu hoạch nó, bữa nay là đổ đuôi rồi đó, bữa nay là 78 ngày đó. Gạo thì nó vô cũng không có hết, thì lúa thì dòm nó bị đơ đó. Thì bà chủ cũng than đó, thì khi nào cắt ra thì thu hoạch thì mình mới biết được bao nhiêu, chứ còn bây giờ mình đoán cũng không biết được, tại vì mình xịt cữ này nữa nó cũng vô thêm một chút đỉnh nữa, chứ không phải nó bao nhiêu là hết vô đâu đó. Hiện tượng là xanh đó. Thì cái lúa mình nó đã bị bệnh rồi đó, bộ về cái bộ rễ nó đã bệnh rồi đó, thì cho nên nó ảnh hưởng đến cái bông lúa. Thì bữa nay xịt giai đoạn này đây, mình chia sẻ hiệu thuốc đó, coi xịt thuốc gì vô gạo đó. Dày lá to củ xịt này cho nó nở cái bông lúa lên. Đậu bò, siêu to hạt, chỗ đồng loạt cứng cây, chắc hạt, amvin. Viên 5 chai, chai 10 bình, viên này 105 ngàn ha. Mấy thơ, có 3 thứ hả? Này cái ly đồ bò.
với Avin. Nãy giờ mình cũng chia sẻ hiệu thuốc đó, rồi giai đoạn ngày đó, thì bữa nay đổ đuôi đó, chính cũng là nửa bông đó, thì lúa này khoảng hơn 10 ngày nữa là thu hoạch cắt. Thì cái khuôn lớn bên đây thì nó hơi xấu một tí chú cô bà con, còn cái khuôn nhỏ ở đây thì giờ nó được hơn, nó đẹp hơn chút đó. Nó toàn bộ luôn, nói chung là cái khu này mà 504 là toàn bộ luôn đó, là nó bị lem hết. Chỗ lên nó cong cho me, nó vô gạo là bắt đầu nó lem hết. Nó cong cho me là dòm thì đẹp lắm, mê lắm, miếng nẹn hởm á, nhưng ai cũng khen chân nó, nhưng mà tới vô gạo thì bắt đầu nó bị đơ đó. Thì cái giống lúa 504 này nó là gì, nó chỉ bằng được mùa nắng, mùa hạn đó, mùa hè mùa mưa là nó sẽ bệnh rất nhiều đó. Mà
thì ở đây mần chạy lũ không à, cho nên mới xạ cái giống ngắn ngày đó. Thứ nhất thì nếp, thứ nhất thì 504, thứ hai thì ta xạ nếp đó, mà nếp thì giờ rẻ hơn lúa nữa đó. Đó. Thì cái này lấy cọc rồi mấy chú cô bà con thì có 7.600 thôi, cái này 504 đó. Thì này khoảng 10 ngày nữa, hơn 10 ngày nữa là cắt thu hoạch, khoảng 10 ngày nữa là cắt rồi đó. Thì cái khu mình ở đây á thì 504 nhiều, nó OEM thì mới có công với me thôi. Nó OEM thì chắc khu này chắc hết cỡ lối mùng qua mùng tháng sau mới có thu hoạch cắt. Còn 504 thì hiện giờ là cũng có lai gai. Đó. Thì cái miếng này chừng nữa thu hoạch mình sẽ chia sẻ coi năng suất nó được bao nhiêu. Đó, cái lúa 504 này, còn cái OEM thì mình tới chừng nữa mình chia sẻ luôn mấy cái chủ kia mình làm đó, mình mặn đó. Đó, thì bữa nay giai đoạn lá thì nó cũng có hiện tượng là đỏ lá nè, đó. Đó, nó đỏ lá, nó giai đoạn nó đỏ lá này là cái rễ nó bị bệnh ở dưới đó. Nếu cái giai đoạn lâu ngày nữa thì nó sẽ chết cây. Nó chết cây thì cái số lượng gạo nó vô không hết thì là nó như nó vô bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Nó đâu có vô hết gạo được. Hiện tượng là đỏ lá vậy đó. Thì cái lúa này thì xạ giống thì cũng hơi dày tí là tới 25 kg rồi. Thì video mình đến đây là hết. Chia sẻ cho like và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.